ព្រាបសវត្តគូបគម្រប់48ឆ្នាំភរិយាកាន់តែខ្នាញ់ព្រាបសវត្តត្រូវបានភរិយាអ្នកស្រីលងស្រីមុំនិងកូនកូនលើកនំខេកធ្វើគូបកំណត់ឲ្យលោកគម្រប់គូប48ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី22ឧសភាបើទោះបីជាគូបកំណត់លោកពិតនៅថ្ងៃទី23ឧសភាក៏ដោយតារាកឡាស៊ីរូបនេះទទួលបានសារជូនពរជាច្រើនពីមិត្តរួមអាជីពនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរបស់លោក ឈ្មោះព្រាបសវត្តអ៊ីនវេស្មិនដោយគ្រប់គ្នាបានហៅថាជាអង្គញាអង្គញានិងភរិយាអ្នកស្រីលងស្រីមុំជាលោកជំទាវនៅថ្ងៃពិសេសរបស់លោកអង្គញាព្រាបសវត្តអ្នកស្រីលងស្រីមុំបានបង្ហាញកាយវិការកាន់តែស្រឡាញ់ស្វាមីអ្នកនាងពលពាក្យស្វិតស្វិតមិនចាញ់គូស្នេហ៍យូរអ្វីឡើយបើទោះបីជាពេលនេះអ្នកទាំងពីរមានវ័យរៀងច្រើនបន្តិចទៅហើយក្តីដោយឡែកសម្រាប់ហ្វែន របស់លោកព្រាបសវត្តវិញពួកគេបានជួនពលលោកឲ្យកាន់តែល្បីល្បាញថែមទៀតពិសេសគឺក្មេងជាងវ័យសូមបញ្ជាក់ថាព្រាបសវត្តមិនដែលធ្វើខួបកំណើតដោយជប់លៀងធំហៅតារាសិល្បៈរួមអាជីពរាប់រយនាក់ឲ្យចូលរួមឡើយតែជារៀងរាល់ឆ្នាំភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកបានសុប្រៃលោកដោយលើកនំខេកទៅជូនលោកនៅក្រុមដើមថ្នោតតាមវាលស្រែឬនៅហាងរបស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ឆ្នាំនេះក៏ដូចគ្នាព្រោះលោកព្រាបសវត្តច្រើនតែប្រើជីវិតសាមញ្
ban miền cà phê rùa tràn khung thân lại chỉ ốc nhà nỉ pro bay chấm bón luộc miến rồi nhân tùm nơp chỉ mình chanh ốc nhà bay là bay pimon nốt tệ khung nốt miền đôi chía rồ rói BMW Ford e sôi sôi chế đầm chấm môi nâng buôn rồi nhân rồi bọt luộc bay chanh tân nam mà đong miền còn ong kẹ bạc mà tô thông pi cướng om chế nỉnh đa ní bay chạ thả ở thì polo rồi bọt luộc cầm tại thưa ở kế nhập nhảy cái lần chị ông nhà chị ông một năm đi lô cổ thuộc thuở sắp bỏ sơ thoa chị bên tòa phong đại. Khi nông nốt miền đôi chìa gặp đòi thả vi ca đòi kỳ là bỏ đáng. Chú ý đà ra tì tòa cỏ nâng thầm mấy ní tam bộ rộng miền thá lô nâng châm nay thả vi ca chanh thả lại phía ba đà ra châm riêng rùm trốn núm. Lô vông thả nặn đà là rộng cổ thả nạ chả ra cho bạc phá lưu ca vi bê thầm mấy ní tì phong. Châm nay nạ đà ri con bệnh sát chỉ riêng bọt mì chông mì chá. Thằng ngày bậc chạ xì kèm nụ có chạp đấm ngập ngạc tờ vệnh. Cả rối lượng này dù rọt môn trái bàm bà kà môn ní tha lụng nâng lăng xế bọt ní ở cánh tờ lợi bấy thảm tiền. Xong mình chạy thá bệnh sát khăn vây xe sắp rộng bày chân nằm ní lục bàn chục chây khăn ai chịp châm riêng rùi dạp bê chương mộp hề chân nằm mộc hời. Khăn nạ đà là cà bì khai cả nhà bì bò mộp hề. Lúc trao bà mình chung nợ tùm lê bạm nẹ cà xe thá, lúc bệnh sơ văn, xa trọng bà mang cà tùng xám sập liền đô la bì kà bà lục xa lập bại chương bì tù sơ văn. Châm nóng xa này hả, lúc bệnh sơ văn, nâng nẹ sấy, lòng sấy mông bà rẻ xá, rùi dạ bêl mà phê bà mùi chân nằm hời. Nâng miên gồm bà bấy nẹ khăn nông nút, cư miên sơ văn mình đi văn, bà có bà rộ bò chì nẹ chung riêng nợ cà lạ xí, nâng gồm bà tì bì sơ văn mình đi n rồi chạy trên bì hóng mấy ớt toàn cho bật cảm thầm mây. Bật tụ bày chứa kế, chứa có tha bụ kê nâng chô ruộm chứa mùi nâng ở bốc nếp bê khám bục đầy.